Xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh Kiến thức Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Kiến thức Tử Vi xin gửi tới các bạn một lời chúc sức khỏe. Chúc anh chị cùng các bạn một năm mới luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, luôn luôn gặp nhiều điều may mắn nhất trong cuộc sống. Anh chị cùng các bạn thân mến, trong nội dung ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị cùng các bạn một video mới nhất có nội dung: thứ nhất là người tuổi Tý trong năm 2020 gặp 3 tháng này thì tài lộc, tiền tài chất đống. Thứ hai là muốn giàu rực rỡ thì người tuổi Sửu đừng bỏ qua những tháng này. Vậy những người tuổi Tý và những người tuổi Sửu phát tài vào những tháng nào? Liệu các bạn có được nêu tên trong nội dung video ngày hôm nay hay không? Thì xin mời các quý anh chị cùng các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi đi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé. Các bạn thân mến, dưới đây là nội dung của bài viết ngày hôm nay. Thứ nhất là về người tuổi Tý trong năm 2020 gặp 3 tháng này thì tài lộc chất đống là một tiêu cả năm. Trong năm Canh Tý thì những chú chuột về đường tài vận không được tốt cho lắm, nhưng mà không sao. Nhưng vào 3 tháng này của năm 2020 thì con giáp này vẫn thu tiền về vô kể. Và các bạn thân mến, tháng đầu tiên là tháng may mắn nhất của người tuổi Tý trong năm 2020. Đó là tháng 2 âm lịch của năm 2020. Theo dõi tử vi năm 2020, tháng 2 âm nó là thời điểm mà tài lộc của người tuổi Tý khởi sắc rõ rệt, và con giáp này sẽ đón được nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Dù bạn là người làm công ăn lương hay là người làm kinh doanh thì vẫn sở dĩ và gọi đây là tháng phát tài của năm 2020 của người tuổi Tý. Bởi lẽ đó mà con giáp này sẽ có thêm nhiều nguồn thu đáng mong đợi. Về bản mệnh sẽ không mất quá nhiều công sức so với số tiền mình kiếm được đâu. Và người làm công ăn lương thì ngoài nguồn thu từ công việc chính thì còn có thêm nhiều tiền bạc từ nghề tay trái nữa. Về bản mệnh chỉ cần cố gắng sắp xếp thời gian mà nắm bắt những cơ hội để kiếm tiền, và nguồn thu phụ cũng chẳng hề kém cạnh so với nguồn thu chính. Còn những người làm kinh doanh thì có rất nhiều những cơ hội để phát triển thêm về việc làm ăn buôn bán của mình. Và bên cạnh đó, những lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi thì có thể nhân cơ hội này sẽ mở rộng quy mô về kinh doanh, cũng là mở rộng thêm những cơ hội để kiếm tiền, thu tài, thu lộc về tay. Và nếu có những cơ hội đầu tư kinh doanh thì người tuổi Tý có thể thử sức mình và bạn có thể thu lợi cho mình. Và tuy nhiên, việc đầu tư thì luôn tiềm ẩn những rủi ro, vì thế mà bản mệnh cần phải cân nhắc thật kỹ càng trước khi thực hiện, chớ nên bốc đồng mà dồn hết số tiền vốn mình đang có vào đó thì rất dễ gặp họa, có thể là trắng tay đó. Và các bạn thân mến, tháng thứ hai may mắn cho người tuổi Tý đó là tháng 11 âm lịch. Năm 2020 quả không phải là một năm nhiều may mắn về đường tài lộc cho người tuổi Tý. Và trong năm nay thì tài vận khi thăng mà khi trầm, và thường là rơi vào tình trạng cảnh tài lộc ảm đạm, không có nhiều cơ hội để xoay chuyển về vận mệnh của mình. Cũng may là tới cuối năm thì mọi sự cũng dần tốt hơn và con giáp này sẽ có được nhiều bước tiến triển mới trên con đường tài lộc của riêng mình. Về tài khí thì dễ tụ hơn và bản mệnh không còn phải quá mức lo lắng về chuyện tiền bạc nữa, mà con giáp này biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu để phát huy hết mức và dồn lực đúng lúc đúng chỗ, nhờ thế mà đã giành được một số thành công. Trong công việc thì tiến triển tốt đồng nghĩa với sự tăng lương, thăng chức cũng đến, và thu nhập trong tháng của người tuổi Tý sẽ nhỉnh hơn nhiều so với những năm tháng trước đó. Đấy, còn chưa kể đến những khoản thưởng nóng mà đang chờ con giáp này
Nếu con giáp này biết nắm bắt thời cơ, xử lý những tình huống bất ngờ phát sinh một cách nhanh chóng và lật ngược được tình thế, chẳng những không phải bù lỗ mà còn kiếm thêm rất nhiều số lãi cho công ty nữa. Và các bạn thân mến, tháng may mắn thứ ba cho người tuổi Tý đó là tháng Chạp. Theo tử vi tài lộc của người tuổi Tý trong năm 2020 thì tháng Tết này là thời điểm mà bản mệnh sẽ có những tiền bạc đầy tay, tài lộc đầy túi, giàu sang mấy ai bằng. Về công sức vất vả mệt mài suốt cả năm dài của những chú chuột thì cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng khi mà đã được cấp trên công nhận về năng lực và thêm vào đó những khoản tiền thưởng khá cao. Ngoài ra thì các khoản tiền đầu tư trước đó của người tuổi Tý cũng đã phát huy về tiềm lực của nó, tiền lại đẻ ra tiền nên chẳng mấy mà con giáp này có một tài khoản bội thu két sắt thì tràn đầy. Tuy tiến chậm nhưng mà khá chắc chắn và con giáp này không quá vội vàng, nhưng nhờ thế mà không phốc phải những sai lầm sau bao nhiêu ngày vất vả vun trồng thì cũng tới ngày thu trái ngọt và bản mệnh thực sự hài lòng với những gì mà mình đang có. Để đến với cái Tết cận kề của năm sau cũng như bao những người khác thì con giáp này cũng cần phải chi tiêu và mua sắm khá nhiều, nhưng giờ thì Tết không còn là nỗi lo quá lớn với người tuổi Tý bởi thu nhập của con giáp này đủ sức để cáng đáng những chi phí đó và có thể yên tâm để đón một cái Tết 2021 nữa, Tết an vui bên người thân và gia đình của con giáp này. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung trong bài viết ngày hôm nay. Muốn năm 2020 giàu sang rực rỡ thì người tuổi Sửu đừng bỏ qua những tháng này. Về những chú trâu là có biết những tháng phát tài trong năm 2020 của mình là khi nào không? Và trong năm thì tài chính thịnh vượng thì 4 tháng dưới đây là tháng mà bạn hái ra tiền luôn đó. Và các bạn thân mến, tháng may mắn đầu tiên cho người tuổi Sửu đó là tháng 4 âm lịch. Vốn dĩ đường tài lộc của người tuổi Sửu trong năm 2020 khá tốt, nhưng đâu phải lúc nào tài lộc cũng đầy tay. Và tuy nhiên, riêng trong tháng 4 này thì bản mệnh hãy yên tâm rằng thần tài sẽ đứng về phía bạn và con giáp này sẽ nhanh chóng nắm bắt được nhiều cơ hội hợp tác làm ăn khá lớn. Nhờ thế mà làm được rất nhiều điều không phải ai cũng có thể làm được. Và với những năng lực của mình thì bạn hoàn toàn có thể giành được những mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước. Có điều, theo tử vi tháng 4 này thì cũng nhắc nhở những chú trâu là chớ nên vội vàng trong những quyết định của mình và bạn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy của bản thân mình cùng với những nguồn tin mà được từ các mối quan hệ xã hội của mình, ứng biến trong linh hoạt của mình. Và có một mối đầu tư tưởng ngon ăn nhưng lại ẩn chứa đằng sau đầy cạm bẫy, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể khiến cho bạn đánh mất bao nhiêu công sức mà bấy lâu bạn đã bỏ ra. Nhưng tuy nhiên, nói gì thì nói, trong tháng này thì thần tài vẫn đang ở bên cạnh bạn nên con đường tài lộc của bạn thu về vẫn nhiều hơn so với những thất thoát mất đi. Nhớ đừng buông lỏng và cảnh giác, đồng thời hãy phát huy hết khả năng của mình là được. Và các bạn thân mến, tháng thứ hai may mắn dành cho người tuổi Sửu trong năm 2020 đó là tháng 10 âm lịch. Và xem tử vi của năm 2020, muốn đón cơ may phát tài thì người tuổi Sửu chớ nên bỏ qua tháng 10 âm lịch này nhé. Đây cũng là một thời điểm hoạch tài lên đến đỉnh điểm và sự may mắn vượt qua cả năng lực của bạn. Và tiền bạc có được trong tháng này chủ yếu cũng là nhờ may mắn mà có được. Về khả năng trúng thưởng, trúng số cực cao, vận đỏ dồn hết cả vào những chú trâu. Nhưng tuy nhiên thì con giáp này vốn là người thành thực nên cũng hiếm khi đụng tới những món trò đỏ đen. Thường là có thể nhận quà do bốc thăm trúng thưởng mà thôi. Còn cơ may lớn nhất trong tháng 10 của người tuổi Sửu sẽ nằm ở việc đầu tư kinh doanh
hay là chơi cổ phiếu đó. Còn có cơ hội thì hãy chớp ngay lấy, tính toán thật kỹ càng trước khi xuống tiền. Nhưng nhớ đừng chần chừ quá mà cuối cùng lẽ ra ôm đống tiền lớn thì lại thành ra là tiêu tiền lẻ. Xong, về tài lộc rất dễ tụ, cũng rất dễ tán. Tiền nhanh đến thì rất nhanh đi. Vì vậy, bạn cần phải có một kế hoạch về tài chính cụ thể rõ ràng, biết cách tiết kiệm để giữ tiền cho tương lai, đừng phung phí một cách quá mức nhé. Và thứ ba là tháng may mắn dành cho người tuổi Sửu, đó là tháng 11 âm lịch. Tiếp nối sự may mắn trong tháng 10 vừa rồi, thì sang tháng 11 cũng là tháng phát tài của năm 2020 của người tuổi Sửu. Về bản mệnh sẽ tìm được những cơ hội để khẳng định về năng lực của mình. Vì thế, tài lộc thu được trong tháng ngoài may mắn mang đến thì còn do chính con giáp này đã giành được. Về công việc, tiến chuyển thuận lợi và có khả năng nhận biết tình hình thị trường nhạy bén, nên những chú trâu không cần phải đi đâu xa cũng có thể kiếm được tài lộc về đầy tay mình. Và con giáp này cần phải chú ý từng chuyển biến trước mắt, bởi có thể có những cơ hội sẽ vụt qua bất cứ lúc nào mà mình không để ý. Đó chính là những cơ hội đổi đời của bạn đó. Và các bạn thân mến, 4 là tháng thứ 4 là tháng may mắn nhất cho người tuổi Sửu, đó là tháng Chạp. Vào cuối năm vẫn được gọi là tháng của mật, và tuổi Châu cũng gặt hái được không ít tiền bạc trong khoảng thời gian này. Về bản mệnh sẽ có thêm nhiều nguồn thu hơn cho riêng mình, và khép lại một năm 2020, người tuổi Sửu cực kỳ rực rỡ. Và từ người kinh doanh đến người làm công ăn lương đều có những thu nhập lý tưởng, mức tiêu thụ cuối năm tăng và mang nhiều niềm vui cho người dân buôn bán. Còn các khoản tiền thưởng lại làm ấm lòng người dân công sở. Còn về bản mệnh thì cần tranh thủ thời điểm này để tăng thêm thu nhập cho chính mình. Đừng lơ là mà sơ suất trong công việc, biết đâu bạn sẽ để tuột khỏi tay mất những cơ hội hoặc những hợp đồng tiền tỷ đó, người tuổi Sửu. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn một năm mới an khang và thịnh vượng.